Em chào các bác nhé. Thì bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi. Em view một cái bộ trường kỷ gỗ gụ Lào trong tổng số hơn 200 bộ trường kỷ có mặt tại cửa hàng bên em các bác. Đấy, bên em có 4 kho hàng. Thì bọn em bỏ vốn và bỏ công sức ra để buôn bán thôi, chứ chúng em không biết đóng trường đâu. Chúng em giao hết cho người thợ là chúng em mua gỗ rồi giao cho thợ. Thì bây giờ cái bộ trường kỷ này như sau. Cái bộ gỗ gụ Lào dài 2,17 m, đục dạng thức tích Tam Quốc bong kênh nha các bác. Đấy các bác thấy không? Mặt ghế sử dụng là 52 cm. Vân gỗ hoàn toàn tự nhiên ở dạng mộc mạc nguyên bản luôn. Đấy. Các bác mua về các bác phải thêm tiền làm nguội rồi sơn với u thì giá nó dao động khoảng 3 triệu đến 5 triệu tiền công. Còn nếu giao cho chúng em thì cũng được, chúng em làm được hết. Đấy, các bạn ở phía sau của nó thang đố chắc chắn lắm nha các bác. Hình thức cuốn thư nằm trên nền gấm, cái gỗ họ đục cũng là cái dạng thức một nền gấm, thang đố chắc chắn. Đấy các bác thấy không, người thợ phải tinh xảo và lành nghề thì mới đóng được cái bộ trường như thế này nha các bác. Cái bàn của nó là rộng 61 cm, dài 1,37 m nha các bác. Cái bộ này có 3 món thôi, hai ghế và một bàn, không có đôn nha các bác. Thì giá 31 triệu tại cửa hàng. Các bác thích đôn thì mua đôn hình chữ nhật hay là hình vuông hay hình lục lăng hoặc bát giác. Đấy. Thêm vào 1 triệu 2 đến 1 triệu 6 nữa là rất là đẹp. Đấy, các bác thấy không? Những cái tay cuốn của nó này. Tay cuốn của nó là 914. Thêm họa tiết. Đấy các bạn. Đây, họa tiết, tay cuốn ngang, tay cuốn dọc đều có họa tiết. Đây cái họa tiết thêm. Em đi xung quanh cái bộ trường em quay. Đấy, thang đố rồi gầm hoàn toàn gỗ tự nhiên, không chắp ghép, không có gỗ rác nha các bác. Đấy, các bác thấy không, cái hình thức đục bong kênh thì như thế này, nó là miêu tả cái sự tích ba anh em Lưu Bị qua Vân Trường kết nghĩa ở vườn đào, kết nghĩa anh em. Đấy. Họ về đầu quân cho Viên Thiệu, họ ra chiến trường họ thắng rất nhiều trận lớn nhưng chí nguyện của họ chưa thành, bởi vì họ chưa có một quân sư giỏi kiệt xuất. Và sau này họ 3 lần tới lều tranh mời Lưu Bị, mời Gia Cát Lượng làm quân sư cho mình. Thì lần thứ ba được gặp Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng cảm động với cái tấm chân thành và chí lớn của Lưu Bị. Gia Cát Lượng đồng ý xuống núi làm quân sư cho Lưu Bị. Và sau khi có quân sư rồi, họ có rất nhiều chiến thắng, mở rộng bờ cõi và tiếp tục cái tư tưởng là khôi phục Hán thất các bạn. Thì em nói la na một chút nhưng mà nó có ý nghĩa ở trong từng bức tranh của cái bộ tích Tam Quốc này là như vậy đấy ạ. Đấy, các bác có thiện ý nhu cầu mua bộ trường kỷ này thì em sẽ bán với cái giá gốc luôn. Em rất muốn bán được hàng và em không nói giá cao, không lươn lẹo, hàng thật việc thật. Giá 31 triệu thì nó chỉ bằng một chiếc điện thoại iPhone thôi các bạn. Điện thoại dùng lâu cũng hỏng, tiền ăn mãi cũng hết các bạn. Nhưng đồ gỗ các bác ngồi cả 100 năm, 200 năm sau cái bộ này cũng không thể hỏng được, và thậm chí nó sẽ lên giá, bởi vì nó là gỗ tự nhiên các bạn, gỗ tự nhiên, một tác phẩm đẹp.